Đây là món quà đặc biệt nhất để gửi tặng khán giả fan của Hương ở miền Tây. Anh Hương rất là nhiệt tình luôn, tới từng cái chi tiết nhỏ luôn để cho cái MV trọn vẹn nhất. Để có được diễn viên Hollywood này á, tôi bỏ ra 19 trời đủ. Ngày đầu tiên phải đi coi cảnh, hay quá, mấy người chọn cảnh quá dễ thương luôn. Dự kiến lúc đầu của chúng tôi là đi quay ở tận Sóc Trăng, cuối cùng là lịch trình của diễn viên rất là căng và nhiều thứ cản trở khó khăn nữa. Cuối cùng là các bạn chọn nơi đây quá tuyệt vời, hay, sẽ làm cho ra cảnh miền Tây nhất. Yên tâm, để bài hát này là tôi hát giọng miền Tây luôn. Và đây là món quà đặc biệt nhất để gửi tặng khán giả, các fan của Hương ở miền Tây. Suốt nhiều năm qua tôi cầu với Hương quá, lâu năm dễ sợ luôn. Hay quá. Chút xíu nữa mình sẽ quay cảnh đầu tiên nha mọi người nha. Mình là Việt Phương Thoa và hiện tại thì mình đang vào nhân vật đó chính là cô gái gọi là bạn gái của anh Hưng. Và cô gái này đặt một cái tạo hình rất là đặc biệt, là một tạo hình khác hẳn thường ngày của Thoa luôn, đó chính là cái quê chân chất kiểu như là đi bán bánh tiêu, bánh bò đó, kiểu như rất là nhẹ nhàng. Còn bình thường thì mình không có nhẹ nhàng như vậy. Cho nên là nó cũng hơi khó nhập vai. Thật ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên làm việc với anh Hưng, mà trước đó thì cũng đã chạy vài cái MV cho anh Hưng rồi để mà truyền thông á. Nhưng mà đây lần đầu tiên gặp anh Hưng ở ngoài thì anh Hưng rất là nhiệt tình luôn. Cái là chưa tới cảnh của anh Hưng nha, mà anh Hưng ra chút rồi, ôi cảnh này là MV diễn lên. Tại vì anh ngoài mò anh coi đến thấy chưa có đã, cho nên anh vô anh chỉnh luôn. Nó rất là nhiệt tình tới từng cái chi tiết nhỏ luôn để cho cái MV nó trọn vẹn nhất. Biết chia sẻ, biết yêu thương, giúp đỡ người khác vậy chắc. Good tech không ngoại? Good tech, good tech không? Bây giờ 4, 3 test là good tech không? Ừ. Đâu có diễn lại. Đó. Ngoại ngoại về thay đồ ngoại. Không, ta không thay đồ, ta điện bài luôn. Để như tôi tự chi cái màu, đổi màu áo cá. Diễn viên mà, để nó phải muốn hay là thay. Anh không có tiền. Anh ngủ đẹp mình. Ngủ gì mình hay. Từ sáng 5 giờ sáng mà ngồi make up với ngoại là chắc tới 8 giờ 9 giờ là on set với ngoại, là 7 với ngoại nói chuyện liên tục không có ngừng luôn mọi người. Tức là cái năng lượng của ngoại, tuy là ngoại lớn tuổi, ngoại kiểu giống như là ngoại già, nhưng mà cái năng lượng của ngoại nó rất là trẻ. Và giống như kiểu thấy cảm giác ngoại không có mệt, tuy là ngoại từ bên Mỹ mới bay về Việt Nam luôn. Kiểu cái đó là cái mình cần học hỏi ở ngoại, và ngoại rất là năng lượng và vui vẻ luôn á. Đây là lần đầu tiên mà em được hợp tác với anh Hưng. Là em đã nghe nhạc anh Hưng và em đã thích anh Hưng từ lúc em còn nhỏ. Và có một lần em được nghe live show trực tiếp của anh Hưng thì em thấy anh hát liên tục mười mấy bài luôn, mà hát live nha, cho nên từ đó em rất là thích. Và đây là một cái cơ hội mà em cảm giác giống như là mình may mắn khi mình được tham gia. Cho nên là hiện tại đây là cái buổi quay đầu tiên của em, cho nên là tinh thần của em đang rất là thoải mái và kiểu nó thích mà nó vui mà nó lạ lắm. Nắng quá mà nghe sao ngoại hà nó, cho nên là đừng ai làm cướp gì nha. Ôi thôi
những hình ảnh của nhân vật ở trong này đó là do Hưng đề nghị. Tại vì Hưng đã quan sát, Hưng xem tất cả những cái clip, những cái sản phẩm hoặc những hình ảnh mà các bạn dựng lên đó, nó rất là duyên dáng và nó chiếm được cảm tình rất đông của khán giả. Để xem cái vở kịch do mình dự đóng trong đó là một nhân viên ủi đồ cũng có đoàn hát thôi, cực kỳ duyên dáng luôn, rất ít thấy hình ảnh đó, cho nên là quyết định nó dự ơi anh muốn hình ảnh dài 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 được không cho cái vở kịch đó được, xong được anh em làm liền. Hồi nãy nhìn khán giả đi ngang kêu hoài tăng hoài tăng. Anh giữ cái tóc kia mà tưởng hoài tăng ngoại kêu ủa xấu vậy quá trang chi. Ngoại kêu cái chân mày nó đẹp mà sao mặt nó xấu quá. Bạn nói xấu thiệt. Con rồi đi. Trời ơi. Chị bé bảy và xin cho ạ. Chị anh giữ kìa. Còn có ngoài Hà mình dễ rồi. Để có được diễn viên Hollywood này đó là tôi phải bỏ ra 19 triệu đổi vé bay cho má tôi về cho kịp. Chúng thôi là bà còn bệnh bánh bài hoài luôn á. Bé bảy thì hình ảnh bé bảy là nó huyền thoại của bảy luôn rồi. Nhưng mà đang bang trên đường nữa thì xa thấy biết cũng ngang là rồi đó, bảy đó. Mày lì lắm, mày lì như con bò vậy đó. Mình cố định nhân vật là như vậy đó mọi người. Tội nghiệp anh Dự dễ thương lắm, cái gì cũng đóng, kêu nó gì cũng làm. Đêm qua mới đọc rap rồi đó. Tạo hình thì khỏi nói là Dự là diễn viên siêu chuyên nghiệp rồi, mà sẽ tung ra những cái câu nói, những cái chiêu đó là bất ngờ hoàn toàn luôn. Dạ mày lì. Biết đâu đầu bà hai thứ tóc rồi, đầu bà bán, bà bán cầu não bà có một cái thôi hà. Mẹ đây con.
Nhưng mà phải giờ đến chiều đoàn chúng tôi kiếm cái mưa quắn không mưa dục vô nhìn những hạt mưa rơi mưa dục vô biết chưa. Cảm ơn mẹ đã gả vợ cho con, thành phải chờ hết mưa không hết thì thôi chứ sao về. Trời ơi mình đã có vợ rồi, chúc mừng cây bông sắp tối. Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui. Không còn một ngọn bút nào để tả được. Trời thì đang mưa, chúng tôi thì chưa quay xong. Không biết nói gì nữa, vì những hạt mưa đã thay tôi nói tất cả những lời này. Mưa trôi theo những nỗi thấm mướt lệ sầu môi đắng vì đại mất hy vọng. Cậu xét nữa, ăn một câu là đánh xét luôn xuống đầu giờ đó. Em hỏi đoàn mình là mấy giờ cơm? Bây giờ không mưa thì chỉ có ăn. Mưa nào mà không ăn? Cái tội ham vui đẻ ra idea, đẻ ra suy nghĩ cái chuyện này chứ kinh nọ. Tôi tự làm khổ mình rồi kéo theo mấy đứa em nó khổ nữa. Vũ Hàng này khổ nhất, tội cho tội té xong. Trời ơi cứu tôi, cứu tôi. Lần đầu tiên quay cảnh ban đêm hôm ngoài ruộng ngoài đẩy nè, hẹn ngồi trong cầu không sợ ma da. Giờ đoạn vận chuyển ghe này, vận chuyển đồ qua bên kia thương thiệt. Anh nghe tin gì chưa anh? Anh nghe tin nghe gì rồi, chưa? Rồi mới bên kia rồi, ngoại té á. Rồi ơi mất chiếc gút 2 tỷ của bạn rồi. Ướt hết bộ đồ luôn, nhúng tới nhúng lui ướt bây hết giờ luôn. Anh phải đi ra ngoài lấy bộ đồ của anh mặc kìa kìa. Kìa hả? Đó, may mà anh mang nhiều đồ đó. Thấy không, có lúc mà mang nhiều đồ rất có lợi kia. Cho tàu về đi. Rồi, cho tàu đi. Đố mọi người giờ này là mấy giờ? Đố luôn. 12 giờ đêm. Đoàn vẫn còn đang vận chuyển tùm lum tùm la. Hưng vẫn còn đứng đây để chia sẻ cùng quý vị. Quay từ 5 giờ sáng, Hưng từ Nha Trang nha, đi thẳng về Sài Gòn, đi xe về và kịp tắm rửa và đi thẳng lên Củ Chi luôn. Trời ơi, cả một ngày phải nói là vừa có nắng nè, vừa có mưa nè, rồi có những cái action rất ghê gớm đã diễn ra. Vui có nè, buồn cũng có. Nói về nỗi buồn đi, là ngoại Hà thân yêu của chúng ta đã mất một chiếc guốc sau trận té rất dữ dội. Trời ơi. Chị không vui tiếp theo là ngày hôm nay đang quay tới chiều. Trời ơi bão tố. Đã quay không được luôn. Bùng nổ hết mưa gió, trời ơi. Xô ngã hết đồ đạc luôn á. Ghê lắm. Thấy mưa dầm nặng luôn á. Buộc phải ngưng cảnh quay luôn, hết 2 tiếng rưỡi chờ mưa tạnh á. Hưng phải nóng lòng phải bơi xuồng qua bên kia đi về nhà tắm rửa về khách sạn á, cách đây gần 20 cây, tắm rửa xong thay đồ quay trở lại quay cảnh tối đó, và cũng vừa kết thúc xong. Nói chung là cả một ngày quay rất là cực khổ luôn, mà mọi người biết không, cả một ekip đó 4-5 xe tải nha, chở thiết bị âm thanh ánh sáng. Đây là những cái đoàn làm từ phim điện ảnh ra, cho nên là họ luôn luôn sợ thiếu này hụt kia đó, họ rên đủ hết tất cả đồ chơi theo. Ánh sáng rồi điện máy, ôi trời ơi quá trời nhân lực con người luôn. Em đã cả một ngày dài để quay tiếp nữa.
những cảnh Hưng sinh hoạt trong nhà gia đình ra sao, sau khi cưới vợ thế nào và trước khi có vợ ra sao. Mọi người tiếp tục chờ đợi ngày mai nha. Còn bây giờ thì Hưng đi về đi ngủ đây. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, hãy nhớ đón xem MV của Hưng nha. MV có thể là xuất sắc và hot nhất trong năm nay luôn. MV tên gọi là Trời ơi mình đã